Báo Trung Quốc phản ứng khó hiểu khi đội nhà đánh bại Việt Nam. Giới truyền thông và chuyên gia Trung Quốc không hài lòng với cách đội nhà giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam trong trận giao hữu diễn ra tối ngày 10 tháng 10. Tối ngày 10 tháng 10, Trung Quốc đã có chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu trên sân Đài Loan. Dù đã trả món nợ để thua 1-3 trước Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, nhưng tuyển Trung Quốc vẫn bị truyền thông trong nước chỉ trích. Thậm chí, tờ Sina còn cho rằng việc đội nhà thắng tuyển Việt Nam chẳng khác nào đội bóng yếu may mắn hạ đối thủ mạnh hơn. Chẳng quá lời khi nói đội bóng yếu, Trung Quốc vừa may mắn có được chiến thắng trước đội mạnh hơn rất nhiều Việt Nam. Nhưng dù sao người hâm mộ vẫn ở bên ủng hộ đội nhà, tờ Sina nhận xét. Cùng quan điểm, vị chuyên gia nổi tiếng của Trung Quốc Lý Xuân cũng tin rằng trận thắng của đội nhà trước tuyển Việt Nam là may mắn. Huấn luyện viên Jankovic may mắn có được chiến thắng nhưng khả năng trèo chống của ông ấy rất kém. Màn trình diễn của đội tuyển Trung Quốc trong hiệp 1 thực sự tệ hại. Hy vọng ông Jankovic sẽ tìm được đội hình và lối chơi phù hợp với tuyển Trung Quốc, ông Lý Xuân cho hay. Một vị chuyên gia khác của đất nước tỷ dân là Pan Wiley lại không tiếc lời khen ngợi đội tuyển Việt Nam. Người này cho rằng đội tuyển Việt Nam đang tiến bộ rất nhanh và phát triển như mô hình của bóng đá Nhật Bản. Cảm ơn Gule vì bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng. Nếu không có pha lập công ấy, chiến thắng của đội tuyển Trung Quốc sẽ mang lại cảm giác hoàn toàn thiếu thuyết phục. Đội tuyển Việt Nam chơi càng ngày càng giống đội hình B của Nhật Bản. Không biết bao lâu nữa đội tuyển Trung Quốc mới phối hợp vượt mà và kiểm soát bóng được như họ, ông Pan Wiley nói. Theo kế hoạch, ngày 13 tháng 10, thầy trò huấn luyện viên Chelsea sẽ tiếp tục có trận giao hữu với Uzbekistan. Truyền thông Trung Quốc chỉ trích đội nhà dù thắng Việt Nam. Dù thắng tuyển Việt Nam trong trận giao hữu tối ngày 10 tháng 10, nhưng màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Alexander Jankovic lại bị truyền thông Trung Quốc đánh giá thấp. Tối ngày 10 tháng 10 trên sân Đài Loan, tuyển chủ nhà Trung Quốc thắng Việt Nam với tỷ số 2-0 trong trận giao hữu đáng chú ý. Hai bàn thắng của đội chủ nhà đều được ghi ở hiệp 2 do Công Quang, Kiều Minh và Gu Lây. Trong bối cảnh đội khách chơi thiếu người từ phút 88 do Tiến Linh nhận thẻ đỏ vì đánh nguội. Dù thắng nhưng Trung Quốc lại thể hiện sự thất vọng trong lối chơi. Cụ thể, họ để Việt Nam áp đảo về thế trận, chỉ có 346 đường truyền so với 604 của đội khách. Đội tuyển Việt Nam cầm bóng tới 63% và con số của Trung Quốc chỉ là 37%. Tỷ lệ truyền chính xác của Việt Nam cũng hơn hẳn Trung Quốc, 83% so với 76%. Chính vì thế, thầy trò huấn luyện viên Jankovic vẫn bị truyền thông Trung Quốc chỉ trích sau chiến thắng. Tờ Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh nhận định, dù thắng nhưng tuyển Trung Quốc thể hiện lối chơi và khả năng cầm bóng khá tệ trong phần lớn thời gian. Các cầu thủ gặp vấn đề về năng lực cá nhân. Trận đấu này giống như đội yếu đã thắng đội mạnh hơn. Tuyển Việt Nam sử dụng nhiều cầu thủ trẻ nhưng chúng ta vẫn cho thấy sự yếu thế về kỹ thuật. Các cầu thủ trẻ đã tiếp thêm sức sống cho đội tuyển nhưng vẫn quá non nớt. Hoàng Kiều Minh và Gu Lây, hai cầu thủ ghi bàn, đều đã ngoài 30. Tờ báo này lo ngại. Sau trận giao hữu với Việt Nam, Trung Quốc sẽ gặp Uzbekistan vào ngày 16 tháng 10. Đây cũng là đối thủ mà thầy trò huấn luyện viên Chelsea sẽ đá giao hữu vào ngày 13 tháng 10 tới. Quế Ngọc Hải so sánh đội tuyển Việt Nam hiện tại và thời điểm thắng đội tuyển Trung Quốc 3-1. Trung vệ Quế Ngọc Hải đưa ra so sánh về trận đội tuyển Việt Nam thua đội tuyển Trung Quốc 0-2 và chiến thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2022. Toàn đội đã chơi khá tốt trong trận đấu này. Chúng tôi đang trong quá trình thử nghiệm và có nhiều cầu thủ trẻ. Những trận đấu như thế này giúp ích rất nhiều cho toàn đội. Các cầu thủ có thêm kinh nghiệm thi đấu để chuẩn bị sẵn sàng cho mục tiêu tại vòng loại World Cup 2026 cũng như chặng đường dài sắp tới. Quế Ngọc Hải chia sẻ sau thất bại 0-2 của đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu với đội tuyển Trung Quốc. Trên sân Đại Liên, đội tuyển Việt Nam đã cầm bóng 63% nhưng không tạo ra những cơ hội thực sự nguy hiểm. Thầy trò huấn luyện viên Philip Chelsea nhận hai bàn thua sau các pha dứt điểm của Quang Kiêu Minh ở phút 55 và Gu Lây ở phút 90+8. Khi được phóng viên chủ nhà đề nghị so sánh trận giao hữu ở Đại Liên, với trận đội tuyển Việt Nam thắng đội tuyển Trung Quốc 3-1 trên sân Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2022, Quế Ngọc Hải đánh giá cả hai đội bóng đều đã có nhiều sự thay đổi. So với trận đó, lực lượng cũng như thành phần ban huấn luyện hai bên đã thay đổi nhiều. Đội tuyển Trung Quốc đang dần cải thiện với huấn luyện viên mới Alexander Jankovic, chúng tôi cũng vậy. Trong quá trình thử nghiệm sẽ có những điều cần rút kinh nghiệm. Trận này, đội tuyển Trung Quốc thi đấu tốt. Tôi nghĩ cả hai đội tuyển đều sẽ tiến bộ hơn trong chặng đường sắp tới, Quế Ngọc Hải nói. Sau trận thua đội tuyển Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu tập kín với đội tuyển Uzbekistan vào ngày 13 tháng 10. Sau đó, Quế Ngọc Hải và đồng đội sẽ di chuyển từ Trung Quốc sang Hàn Quốc để đá giao hữu với đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10. Huấn luyện viên Chelsea nói gì sau khi đội tuyển Việt Nam thua Trung Quốc? Trả lời báo chí sau trận đấu, huấn luyện viên HLV Philip Chelsea cho biết đội tuyển Việt Nam có một trận đấu thành công ngay cả khi thua Trung Quốc. Tỷ số 0-2 ở trận giao hữu tối ngày 10 tháng 10, theo giờ Việt Nam. Huấn luyện viên Philip Chelsea cho biết về mục tiêu thì đội tuyển Việt Nam đã thành công. Các cầu thủ không còn sợ khi chơi kiểm soát bóng trước đội chủ nhà Trung Quốc.
Kết quả không có gì đáng ngạc nhiên cả, thua là thua. Ông Philippe Chaussier nói, việc thua đội chủ nhà khiến ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam thất vọng. Tuy nhiên, nếu nhìn vào quy trình, đội tuyển Việt Nam có thể đánh bại Trung Quốc. Trong trận đấu, Việt Nam có nhiều cơ hội như đối phương. Các cầu thủ Việt Nam đang được xây dựng lại và ban huấn luyện từng bước chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 và ASEAN Cup 2024. Chiến lược gia người Pháp nói, trong trận đấu hôm nay ông yêu cầu kiểm soát bóng và để các cầu thủ tự đưa ra quyết định. Trong 6 tháng qua, ông cố gắng thay đổi triết lý của tuyển Việt Nam và để cầu thủ không ngại cầm bóng. Từ màn trình diễn và thái độ của cầu thủ cũng như sự đoàn kết của đội, ông rất vui và thỏa mãn. Tất nhiên, huấn luyện viên Philippe Chaussier không ngạc nhiên với kết quả. Ban huấn luyện sẽ tổng hợp các vấn đề và làm tốt hơn ở trận tiếp theo. Trong khi đó, trung vệ Quế Ngọc Hải tham dự họp báo và cho biết, ở trận đấu với Trung Quốc lần này, tuyển Việt Nam sử dụng nhiều cầu thủ trẻ. Điều này nhằm chuẩn bị cho việc khởi động cho vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11. Tuyển Việt Nam không thất vọng, nhưng tất cả các cầu thủ vẫn phải ngẩng cao đầu. Hãy cùng chờ đợi và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Sau hơn một năm, nhiều sự thay đổi diễn ra ở cả hai đội, đặc biệt là vị trí huấn luyện viên trưởng. Kỹ thuật và chiến thuật của tuyển Việt Nam thay đổi rất nhiều và các cầu thủ phải thích nghi với lối chơi mới. Đội tuyển Trung Quốc cũng vậy. Trung vệ đội trưởng tuyển Việt Nam tin rằng hai đội có thể có những thay đổi tích cực dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Bình luận viên Quang Tùng, tuyển Việt Nam thua Trung Quốc không phải quá tệ. Bình luận viên Quang Tùng cho rằng tuyển Việt Nam có một trận đấu chấp nhận được dù thua Trung Quốc 0-2, nhưng các cầu thủ phải rút ra được nhiều bài học. Tuyển Việt Nam giữ bóng tốt từ phút 25 của hiệp 1, đó là triết lý của huấn luyện viên Philippe Chaussier. Chúng ta chưa kiểm soát bóng, phát triển và có sự kết nối. Ở hiệp 1, tôi đặc biệt khen ngợi Hoàng Đức. Cầu thủ này được xếp đá cao nhưng chơi rất linh hoạt, thường xuyên lui về thu hút các cầu thủ Trung Quốc. Ở hai bên cánh, Văn Toàn và Tuấn Hải cũng chơi đạt yêu cầu. Trung Quốc là đội gây ra nhiều áp lực ở thời điểm đầu trận khiến tuyển Việt Nam gặp khó khăn. Tôi cảm nhận được chất lượng những pha bóng bổng cũng như kỹ thuật của đội chủ nhà khá tốt. Yếu tố chiến thuật của hai đội thể hiện khá rõ, đặc biệt là tuyển Việt Nam. Bình luận viên Quang Tùng nhận xét về tuyển Việt Nam ở hiệp 1. Tuy nhiên sang hiệp 2, huấn luyện viên Chaussier có một vài sự thay đổi khiến tuyển Việt Nam không phát huy được cách chơi, thậm chí còn mắc nhiều sai sót dẫn đến hai bàn thua. Tôi nghĩ những sự thay đổi người ở hiệp 2 có một biến chuyển bất lợi với tuyển Việt Nam. Tuy nhiên cũng cần phải thấy rằng trước bàn thua đầu tiên thế trận của tuyển Việt Nam không tồi, nhập cuộc tương đối giống ở nửa cuối hiệp 1, thế nhưng hàng phòng ngự lại thiếu tập trung. Có lỗi cá nhân ở vị trí của Triệu Việt Hưng. Tất nhiên đối thủ có pha bóng hay nhưng một phần từ sai sót của cầu thủ Việt Nam. Từ bàn thua đó, tuyển Việt Nam bị đẩy vào thế rượt đuổi, nhưng khó bởi đội đang trong quá trình hoàn thiện. Tôi tiếc cho tình huống thua bàn thứ hai, bởi đó là thời điểm tuyển Việt Nam mất bóng không đáng có. Chúng ta làm rất tốt trong trận đấu nhưng lại mắc lỗi ở thời điểm nhạy cảm, khiến thất bại lớn hơn, bình luận viên Quang Tùng nhận xét. Về tấm thẻ đỏ của Tiến Linh, bình luận viên Quang Tùng đánh giá, khi trọng tài xem va thì quyết định rút thẻ đỏ là có cơ sở. Những động tác thừa đó cần phải tiết chế. Xét cho cùng, đây không phải là lần đầu chúng ta nhận thẻ đỏ. Với chính đối thủ Trung Quốc, tuyển Việt Nam cũng từng gặp những tình huống tương tự. Xét toàn diện thì tuyển Việt Nam có trận đấu chấp nhận được khi chơi với những cầu thủ tốt nhất hiện tại. Chúng ta muốn nhìn thấy những sai sót như ông Philippe Chaussier nói trước để rút kinh nghiệm, chỉnh sửa chuẩn bị cho hai trận tiếp theo và đặc biệt là vòng loại World Cup 2026, bình luận viên Quang Tùng chốt lại. Tuyển Việt Nam thua Trung Quốc, vì đâu ông Chaussier nhận thành công. Tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước đội chủ nhà Trung Quốc trong tiếc nuối của người hâm mộ và sự hài lòng từ huấn luyện viên Philippe Chaussier. Tiếc, màn thể hiện ở trận đấu tại Đài Liên, tuyển Việt Nam xứng đáng nhận những lời khen vì chơi không hề lép vế trước chủ nhà Trung Quốc được đánh giá cao hơn. Huấn luyện viên Philippe Chaussier giữ đúng lời hứa khi mang đến cho tuyển Việt Nam lối chơi, cách vận hành mới và tương đối ổn dù có khá ít thời gian làm việc thực tế. Tuyển Việt Nam với không ít cầu thủ mới lần đầu tiên đá chính hoặc vừa được sử dụng dưới thời chiến lược gia người Pháp kết hợp cùng các đồng đội kỳ cựu đã tạo ra một thế trận không tồi trước tuyển Trung Quốc. Khả năng kiểm soát, giữ bóng được đẩy lên cao nhất. Thậm chí hiệp một tuyển Việt Nam sở hữu thời lượng lên tới hơn 65% cùng số lượng các đường truyền vượt trội so với chủ nhà. Nhiều cơ hội ăn bàn rõ nét cho tuyển Việt Nam xuất phát từ các đợt phản công. Đương nhiên, nếu chính xác hơn, đội bóng của huấn luyện viên Chaussier phải có ít nhất một pha lập công sau khá nhiều pha dứt điểm. Chơi ổn nhưng phải nhận thất bại bởi sai lầm cá nhân nhiều hơn hệ thống rõ ràng là điều đáng phải tiếc dành cho đội bóng của huấn luyện viên Philippe Chaussier. Nhưng cũng là tốt. Trước khi bước vào loạt trận giao hữu dịp FIFA Day, tuyển trưởng tuyển Việt Nam từng mong đội nhà sẽ bộc lộ hết về chuyên môn, từ điểm mạnh đến những vấn đề còn tồn đọng nhằm sửa chữa cho vòng loại World Cup 2026. Mong muốn ấy của ông thầy người Pháp cũng đến khi tuyển Việt Nam lộ ra không ít điểm yếu, sai lầm để rồi nhận thất bại trước đội chủ nhà Trung Quốc. Điểm yếu đầu tiên đương nhiên nằm ở khả năng dứt điểm thực sự có vấn đề của các tiền đạo tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, tốc độ, sự đột biến ở các bài tấn công cũng chưa cao dẫn tới bị hàng phòng ngự đội chủ nhà bắt bài hay đánh chặn không quá khó.
Ở hàng phòng ngự, nhiều sai số xuất hiện từ hệ thống từ cá nhân và được nhìn thấy rõ nhất trong hai bàn thua. Ở tình huống mà Văn Lâm phải vào lấy nhận bóng đầu tiên, rõ ràng sự hỗ trợ của hàng phòng ngự không tốt. Bàn thua kế tiếp xuất phát từ đường chuyền ngang thiếu lực của Hoàng Đức. Nhưng đây là tai nạn, còn các pha xử lý hỏng từ Duy Mạnh rõ ràng đáng lo. Và rất may hàng công đội chủ nhà cũng bất ổn nên trận đấu kết thúc với tỷ số nhẹ nhàng cho tuyển Trung Quốc. Khả năng chống bóng mỏng cũng gặp vấn đề, vì vậy phía trước còn rất nhiều việc cần phải làm đối với huấn luyện viên Philippe Chaussier nếu muốn bay cao tại vòng loại World Cup 2026. Bên cạnh những vấn đề chuyên môn, điều cảnh báo, tuyển Việt Nam gặp khó khăn lớn nếu không biết tiết chế những động tác thừa trong một trận đấu được hỗ trợ từ công nghệ và đã xảy đến. Thế nên chiếc thẻ đỏ của Tiến Linh Duy cho cùng là tốt, khi chiếc thẻ ấy chính là lời cảnh báo trực tiếp đối với các đồng đội tuyển Việt Nam trong hành trình sắp tới. Nhiều bài học, vấn đề lộ ra sau thất bại trước tuyển Trung Quốc, nên nói ông Chaussier hài lòng là vì thế.